Kính thưa quý vị, diễn viên Philip Seymour qua đời vì sốc thuốc. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, Philip Seymour vừa qua đời tại nhà riêng vì dùng thuốc quá liều. Cảnh sát cho biết thi thể của ông đã được phát hiện trong phòng tắm với chiếc kim tiêm vẫn còn dưới cánh tay. Các báo cáo cho biết trợ lý đã phát hiện ra thi thể Philip tại căn hộ ở thành phố New York sáng ngày hôm qua. Philip Seymour trước đây đã có tiền sử nghiện ma túy và từng phải vào trung tâm cai nghiện vào tháng 6 năm ngoái. Hiện cảnh sát chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về sự ra đi đột ngột này. Philip Seymour sinh năm 1967 ở vùng ngoại ô thành phố New York. Yêu thích diễn xuất, từng là vận động viên đấu vật của trường. Sau đó, ông bị chấn thương ở cổ và chia tay với thể thao. Ông bắt đầu theo học nghệ thuật và lấy bằng cử nhân kịch nghệ vào năm 1989.